Xin chào tất cả các bạn, thì chúng ta sẽ tiếp tục với ca lâm sàng thứ 77, một cái ca X quang ngực. Rồi, các bạn có bình luận hoặc là có suy nghĩ gì về cái này thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video và chúng ta sẽ giải đáp ở buổi sau nha các bạn nha. Nội dung của video đến đây là hết. Các bạn hãy để lại bình luận và các thắc mắc của bạn bên dưới video và cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh nhé. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.